Phuket là hòn đảo lớn nhất tại Thái Lan, nằm ở hướng Ấn Độ Dương. Từ đất liền ra đảo phải qua cây cầu dài 666 mét. Hiện nay, vùng đảo có diện tích 600 km2. Nguồn lợi kinh tế chính đó là kinh doanh du lịch, với khoảng 80% dân cư trên đảo sống bằng nghề này. Khi đến Phuket, sáng sớm du khách có thể tắm biển, thưởng thức các hải sản, sau đó đi tham quan xung quanh đảo. Tối đến, du khách đến những trung tâm giải trí. Chúng ta đang đứng ở bờ biển Pha Nga, là nơi mà cách đây khoảng 3 năm đã bị những ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần tsunami. Và bây giờ khi đứng nhìn qua phía bên kia thì mới thấy là những ngôi nhà và những cái resort đã được xây dựng trở lại. Vậy thì chị Loan có thể cho khán giả biết là những ảnh hưởng nặng nề của sóng thần đã gây ra chị? Trước đó thì đó cũng là như vậy. Lúc mà sóng thần chưa có xảy ra chuyện thì ở nơi này vẫn là cái cảnh đẹp thiên nhiên như vậy. Và khi mà sóng thần xảy ra và đã cuốn đi hết toàn bộ, và người dân Thái Lan họ rất là đau lòng những cái chuyện đã xảy ra, nên họ cố gắng nhanh chóng để họ phục hồi lại. Yeah. Và như quý vị thấy thì đằng sau lưng chúng ta là có những cái buildings đã được xây dựng lại. Và như Huyền đi biết thì có một cái museum nằm ở đâu đó, phải không chị? Thì trong cái museum đó người ta để những gì? Ở nơi viện bảo tàng đó họ còn để lại những cái chiếc tàu. Cái đặc biệt nhất là cái chiếc tàu mà đã bảo vệ cháu ngoại của nhà vua ra đây chơi jet ski và nghỉ ngơi ở đây. Và không may là ngày hôm đó sóng thần xảy ra thì cháu ngoại của nhà vua đã bị chết đi. Những người đến hộ tống, cháu trai của nhà vua cũng đã bị chết. Và hiện tại thì chiếc tàu đó họ để nơi viện bảo tàng đó cho khách du lịch và những người dân Thái Lan họ đến đó để tham quan. Và như quý vị biết, ở Pha Nga thì đã có hơn 4.000 người bị thiệt mạng, trong tổng số là 8.500 người bị thiệt mạng bởi sóng thần xảy ra ở Thái Lan khoảng 3 năm cách đây. Cho nên đây là một trong những biến cố đau lòng ở mà người dân ở địa phương người ta không có muốn nhắc tới. Trở lại sau 3 năm thì thật là một điều ngạc nhiên, quý vị thấy là tất cả đã được xây dựng lại và những biến cố cũ hình như là khó mà tìm kiếm được. Thì phải nói đó là một cái sự cố gắng rất là lớn của người dân Thái Lan, phải không chị? Dạ đúng rồi, tại vì ở đây người dân ở đây họ rất là cố gắng để họ làm lại những cái gì nó giống như lúc ban đầu, và họ nghĩ cái sự nó biết nó chưa xảy ra đến với người Thái Lan một lần nào hết trong cuộc đời họ. Xin cảm ơn chị Loan rất nhiều. Hồn anh lênh đênh theo đám mây ngàn đời không mơ chi, nhung gấm cao sang kỷ niệm sao mong manh như nắng lang thang, nụ cười ai trên môi sao tái tê giữa khung trời đam mê.
rơi rơi âu yếm giấc xuân thì trên đôi tay thơm ngát cánh hoa quỳ. Em yêu ơi mau hãy quên đi tình anh trăm năm sao vẫn cô đơn. Thời gian nói xin mau xóa tan những cơn mộng đơn phương. Đêm nay như căn gác vang hoang tàn, tim anh như lưu luyến mãi cung đàn. Ai gieo chi câu hát ly tan, ngày nào uyên ương say đắm bên nhau. Mà nay đôi nơi xa cách ngồi, mai hiên vầng trăng soi. Mưa rơi rơi âu yếm giấc xuân thì trên đôi tay thâm ngát cánh hoa quỳ. Em yêu ơi mau hãy quên đi tình anh trăm năm sao vẫn cô đơn. Thời gian nói xin mau xóa tan những cơn mộng đơn phương. Gieo chi câu hát ly tan, ngày nào uyên ương say đắm bên nhau. Mà nay đôi nơi xa cách ngồi, mãi hiên vầng trăng soi. Trao dâng trong anh ước muốn em luôn cùng anh mãi trong đời, dù cho mái tóc xanh phai màu, dù cho tiếng hát anh không còn em mãi dịu dàng, vẫn ôm em trong đôi tay. Dâng trao anh ước muốn em luôn cùng anh mãi trong đời, dù cho mái tóc xanh phai màu, dù cho tiếng hát anh không còn em mãi dịu dàng, vẫn ôm em trong đôi tay. Đầu thế giới về xuất khẩu gạo, mỗi năm xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo tinh chế. Lúa là loại cây lương thực chính được trồng tại Thái Lan. 55% đất đai trồng trọt được sử dụng để trồng lúa. Đất có thể canh tác được của Thái Lan cũng chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 25% nằm theo khu vực sông Mekong. Chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau? Nỗi hận sâu em chỉ biết có mỗi anh thôi. Cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu, vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất hứa xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm? Em thao thức cuối trước đêm thâu, nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo từng giọt. Trên hoa nụ hoa anh đào, đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm. Thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu? Em chỉ biết có mỗi anh thôi. Cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu, vẫn đợi chờ. Dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất hứa xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm. Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm? Em thao thức cuối chiếc đêm thâu, nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi